Xin mến chào cô chú đến với kênh là cây kiểng của tôi cũng như kênh bonsai mini TNCT. Thì trên màn hình cô chú mình đang thấy đây là 10 cây hồng ngọc mai vườn con lên thanh lý với giá rất là mềm là 200 ngàn bao phí vận chuyển luôn. Thì cô chú mình xem tham khảo nha. Nói chung là cây chỉ rễ ít thôi cô chú, còn vấn đề còn lại thì cây rất là phát triển rất là tốt, rất là ok. Đây, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đó, 10 cây hồng ngọc mai này vườn con thanh lý với giá là 200 ngàn bao phí vận chuyển. Cô chú mình thấy ưng thì liên hệ số điện thoại con để trên tiêu đề ha. Ngoài ra thì vườn con đang còn thanh lý rất là nhiều cây khác nhau, cô chú mình xem tham khảo. Có gì thì alo con nha.